Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Convert Elite WrestleMania 37. Mô hình WWE Convert Elite WrestleMania 37 gồm có mô hình Convert, một lần WWE Universal Champion phiên bản màu xanh dương nha các bạn, và hai bàn tay rời của Convert được thiết kế với kiểu dáng găng tay MMA nha các bạn. Vì dòng mô hình WWE Elite WrestleMania 37 là dòng mô hình Build a Figure BAF nên mỗi mô hình ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm. Cụ thể ở mô hình WWE Convert Elite WrestleMania 37, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm là phần đầu thứ nhất của mô hình Von Elo Ring đây các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Convert đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Convert đây các bạn, và đây là tem WWE đây các bạn. Ngoài Convert thì dòng WWE Elite WrestleMania 37 chúng ta còn có các mô hình sau: Shawn Michaels, Edge và China. Vì dòng mô hình WWE Elite WrestleMania 37 là dòng mô hình Build a Figure BAF nên mỗi mô hình ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm. Cụ thể ở mô hình Convert, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm là phần đầu thứ nhất của mô hình Von Elo Ring các bạn. Mô hình Shawn Michaels, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm là phần chân của mô hình Von Elo Ring. Mô hình S, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm là phần đầu thứ hai và phần thân mình của mô hình Von Elo Ring đây các bạn. Và mô hình China, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BAF đi kèm là hai cánh tay của mô hình Von Elo Ring và mô hình Rocco đây các bạn. Và khi chúng ta đã sưu tầm đủ 4 mô hình Goldberg, Shawn Michaels, S và China thì chúng ta sẽ ráp các phụ kiện BAF lại với nhau sẽ hợp thành mô hình WWE Von Elo Ring và Rocco Elite WrestleMania 37 BAF đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Sau khi khui hộp và trưng bày, chúng ta sẽ có mô hình Convert, một đai WWE Universal Champion phiên bản màu xanh dương. Hai bàn tay rời của mô hình Convert được thiết kế với kiểu dáng găng tay MMA và một phụ kiện Build a Figure BAF đi kèm là phần đầu thời trẻ của mô hình WWE Von Elo Ring và Rocco Elite WrestleMania 37 BAF. Convert là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE và Convert hiện đã hai lần WWE Universal Champion, một lần World Heavyweight Champion và nhiều danh hiệu khác. Convert là WWE superstar rất nổi tiếng với chủ trận bất bại của mình là 173-0 và hiện Convert là WWE Hall of Fame được đề cử vào năm 2018. Một thành tích rất ấn tượng của Convert. Mô hình WWE Convert Elite WrestleMania 37 được thực hiện dựa trên trang phục của Convert thi đấu ở sự kiện WWE WrestleMania 36 năm 2020.
Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với phụ kiện Pure Figure PAF là phần đầu thời trẻ của mô hình WWE Bolero Ring và Rocco Elite WrestleMania 37. Phần đầu thời trẻ của mô hình WWE, Bolero Ring và Rocco Elite WrestleMania 37 được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất cuốn biểu cảm của Bolero Ring để các bạn. Với mái tóc được thiết kế cắt ngắn và được chảy gọn gàng với tông màu đen, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Bolero Ring để các bạn. Và đây, mái tóc của Bolero Ring được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu. Bộ râu của Bolero Ring được thiết kế với tông màu nâu để các bạn. Rất đẹp và chi tiết. Head scan rất đẹp của Bolero Ring và đây cũng là new head scan của Bolero Ring. Phần đầu thời trẻ của mô hình WWE Bolero Ring và Rocco Elite WrestleMania 37 được thiết kế rất đẹp và chi tiết để các bạn có thể thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai bàn tay rời được thiết kế với kiểu dáng găng tay MMA của Goldberg. Hai bàn tay rời của mô hình Goldberg ở bàn tay bên trái. Phần găng tay MMA được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen để các bạn, rất đẹp. Và bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ rộng để các bạn. Bàn tay bên phải của Goldberg, phần găng tay MMA được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen để các bạn, rất đẹp. Và bàn tay bên phải cũng được thiết kế với kiểu dáng bàn tay mở với biên độ rộng để các bạn. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Goldberg để các bạn. Và đây, và được thiết kế rất đẹp và chi tiết, các bạn có thể thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tay WWE Universal Champion phiên bản màu xanh dương của Goldberg. Đây là đai WWE Universal Champion phiên bản màu xanh dương. Chiếc đai danh giá này Goldberg đạt được sau khi giành chiến thắng trước The Fiend Bray Wyatt trong trận tranh đai WWE Universal Champion ở sự kiện WWE Super Showdown vào năm 2020. Đai được thiết kế với dây đeo màu xanh dương. Bề mặt của đai được thiết kế với tông màu dạng sáng bóng và láng. Ở bề mặt giữa của đai chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế với tông màu bạc, màu đỏ, trên là màu xanh dương để các bạn. Và phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu bạc, màu vàng và màu đen để các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Ở bề mặt nhỏ bên phải của đai chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế với tông màu vàng dạng sáng bóng và láng. Và phần đường viền ngoài được thiết kế hình tròn với tông màu vàng để các bạn, rất đẹp. Và ở bề mặt nhỏ bên trái của đai cũng được thiết kế tương tự cho các bạn, rất đẹp và chi tiết.
ba WWE Universal Champion, phiên bản màu xanh dương được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình Goldberg. Mô hình Goldberg được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Goldberg được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Goldberg được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Goldberg. Với mái tóc được thiết kế cạo trọc ấn tượng, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Goldberg đây các bạn. Và đây rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu quai nón được thiết kế với tông màu xám trắng đây các bạn, rất đẹp. Head scan rất đẹp của Goldberg và đây cũng là new head scan của Goldberg. Trang phục của Goldberg được thiết kế với tông màu đen và màu trắng làm chủ đạo. Hai bàn tay của Goldberg đây các bạn. Và đây được thiết kế là kiểu dáng bàn tay ngắn và được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây rất đẹp. Hai bàn tay ngắn này chúng ta có thể tháo rời ra được. Hai bàn tay của Goldberg được thiết kế với kiểu dáng găng tay MMA đây các bạn. Và đây ở bàn tay bên trái và găng tay MMA được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen đây các bạn, rất đẹp. Và đây là đai cố định găng tay được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen. Còn đai cố định găng tay này chúng ta có thể xoay và di chuyển được đây các bạn. Bàn tay bên phải của Goldberg, phần găng tay MMA được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen đây các bạn, rất đẹp. Phần đai cố định găng tay được thiết kế với tông màu đen. Phần đai cố định găng tay này chúng ta có thể xoay và di chuyển được đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay của Goldberg, bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Goldberg ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen. Phần đường viền trên và dưới của quần được thiết kế với tông màu trắng đây các bạn, rất đẹp. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen đây các bạn. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen đây các bạn, rất chi tiết. Phần đường viền trên và dưới được thiết kế với tông màu trắng đây các bạn, rất đẹp. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của Goldberg được thiết kế với tông màu trắng và màu đen đây các bạn, rất đẹp. Quần của Goldberg được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của Goldberg được thiết kế là kiểu dáng bàn chân ngắn đây các bạn. Và đây và được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây rất chi tiết. Giày của Goldberg được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây giày dài được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây đế dài được thiết kế với tông màu đen đây các bạn. Và đây giày của Goldberg được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Trên tay trái của Goldberg chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm và cũng là biểu tượng đặc trưng của Goldberg, được thiết kế rất đẹp và chi tiết đây các bạn. Và ở tay phải của Goldberg cũng có thiết kế hình xăm đây các bạn, rất đẹp. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để lên, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được.
hai bàn tay này chúng ta có thể thay đổi với hai bàn tay trời của mô hình Convert đây các bạn. Khớp hông chúng ta có thể xây được, khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dàn ngang, để xuống, để lên phía trước, để lên phía trước. Để xuống, xoay, xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Convert là một trong những WWE superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của Convert. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Convert Elite WrestleMania 37. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.